và 2 và 3 và 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 OK. Rồi đầu tiên đến với các thứ nhất. Blackpink, các bạn mở hai tay ở chân phải ra. Pink thì các bạn đưa hai tay ôm lên cổ và sau đó mười đặt cổ ngửa ra sau như thế này. Lại nhá. Black này. Pink. Thế ra nhịp 1, thấp tay xuống đồng thời đầu thân mạnh về trước như này. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ thú vị dáng 2, 3, 4. Thế chưa đến nhịp 5, thì dập chân phải đồng thời đánh tay đánh chéo ra đập xuống rồi chân mức bốn lần nhìn phải này trái này và sờ mức lên trái và sau tôi kết hợp với tay nhẹ đánh vào này ra này đập xuống này đập xuống rồi bước chân bên nào các bạn sẽ hướng người sang phía đấy lại nhá bốn lần vào chéo ra đấm. OK, động tác tiếp theo, hạ hai tay xuống, lên ngực, xuống lên và sau đó đập 3 lần lên ngực lên mình. Rồi còn về phía chân thì sẽ như sau: chân giữ im, mở rộng bằng vai nhé lên, ngực mở, lần thứ hai, nhún để bật về, lại nhá, một này, nhún bật về trước và sau đó đập ngực xuống 1, 2, 3 lần. Rồi tiếp theo, mở chân trái, nhún chân, đồng thời đổ đầu chân trái này, ra sau, co phải, và sau đó rút chân về. Lại nhé. 1 này, 2, 3 lần, mở chân trái, đổ đầu trái, ra sau, qua phải, và sau đó lên. Rồi lại từ phần tay lên ngực nhé, bật lên, đập 3 lần. Lên trái và lên. Rồi khi các bạn lên thẳng chân như này thì đưa cho mình chân phải lên miệng hay như này, sau đó là let's go thì các bạn dùng luôn cái tay đang chỉ bên tay phải ạ, chỉ thẳng lên và sau đó hất mạnh xuống để mình đặt phía đùi trái như này, let's go này. Tiếp theo hất xuống và đồng thời hất cho mình cái đầu nữa, hất đầu ra cùng với tay và hạ về phía chân trái như này, hai chân chỉ tấn. Tiếp theo xoay đầu gối vào và đồng thời nhấc gót lên để nhấc mông lên một xíu đây như này, rồi hạ xuống này, nhấc mông lên một xíu và đưa đầu gối vào. Tiếp theo lật sang bên này thì các bạn thấp cho mình thêm cái đầu này nhé, thì trái có phải sang bên này và lại là tương tự đó. Động tác cuối cùng này, hai tay ra ngang, nhấc chân về lên, để ở sau cái đùi, OK lại nhé. Đây, bật ngực, tức lên 1 này, 2 này, 3 này, các chân trái, lên miệng, let's go, các phần bên trái, đưa đầu gối, đổ bên, đưa đầu gối, thả tay, đưa ra sau cái đùi. Động tác tiếp theo, tay chân nhé. Các bạn thả lỏng tay phải, đưa thử tay qua mặt qua lên trước như này, và sau đó thả xuống bước ngực và phủ đi tay. Rồi đến chân thì các bạn sẽ phải làm như này, chui mình bằng mũi, nhấc gót lên và đồng thời mở đầu ra ngoài, người sẽ ngồi xuống một xíu, mở ra này, về thường này, mở ra, về 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi kết hợp với tay 8 này, mở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi khi bạn làm cái này thì người sẽ xuống dần nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhịp 7 xuống thấp đến đây và chạm tay phải
sau đó bật chân lên và lên nhịp 8 là xong. Rồi bây giờ chúng mình sẽ ghép nhịp nhá. Từ đầu chậm này. Đoạn thứ nhất 5 6 7 lách bình 1 2 3 4 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok. Về chúng ta vào nhịp nhanh hơn nhá. 5 6 7 bách bình 1 2 3 4 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 5 6 7 Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 Như vậy đoạn thứ nhất đã xong. Bây giờ cùng đến đoạn thứ hai nhá. Đầu tiên mình sẽ nhảy đến một chút này. 7 lên 8 1 2 và 3 4 5 và 6 và 7 và 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 Rồi đến với đoạn thứ hai, động tác đầu tiên. Khi các bạn bật từ nhịp 7 lên, chân rộng bằng vai và tay hai tay đeo tay xuống không? Tiếp theo các bạn bật nhẹ chân phải lên, chân trái đưa về giữa nhẹ. Bật nhẹ chân phải lên. Đồng thời, tay các bạn để đảo trên cao và sau đó đầu xuống. Người cũng xuống. Lại nhé. 7, 8 và 1. Về. Rồi, động tác tiếp theo này. Tay đảo dưới. Tiếp theo lại lấy ra tay phải lên cao và đấm đấm chéo xuống bên trái. Đầu tay trái lên như thế này, rút về, lại nhá, lấy đà trên này, đấm xuống, phải lên này, đấm xuống, và về, lại 5, 6, 7, 8 và 1 này, 2, đấm, về, ok, 5, 6, 7, 8, 1 và đấm, về. Tay đấm và nhả về đây xong thì các bạn thả tay phải xuống, hai tay để cong vào phía trong như này mình và sau đó đưa ngực xuống dưới, vòng vòng từ phải sang trái và vòng thứ hai thì sẽ ở mức thấp hơn hạ chân đầu gối xuống và thấp như này mình, tức là một vòng ở cao và sau một vòng ở dưới thấp hơn. Ok, thử nhé. 7 này lên 8 này, bật phải lên này, đấm này, xuống này, vòng cao này, vòng thấp. Động tác tiếp theo, dậm chân phải lên đỉnh, về, dậm chân trái, dùng mũi chân nhé. Khi dậm phải dậm trái bạn đẩy cho mình hướng lên, dậm bên nào thì để hướng bên đấy phải này, trái này. Dùng động tác tiếp theo bật hai chân xuống, nhấc chân phải bật, nhấc một. Phải.
Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng học xong bài Do Remix của Blackpink. Thì mình rất cảm ơn là người đã xem đến hết video và rất mong là người sẽ hoàn thành xong sớm được bài này để có một clip quay lại thành quả nhé. Bye bye.